Nên thưa quý bà con, các bác, mình toàn đang đứng tại ở đây là trong cái khu săn ruốc của Quảng Ninh. À, vị trí của mình toàn đang đứng là tại khu vườn Tê Giác Phân Nộ. À, nó có cái biển ngoài này nhưng toàn là quên mất cái tên biển. Và đây là một trong những cái trò chơi mà rất là, theo cá nhân của mình toàn thì khá là nguy hiểm. Đấy. Và ở đây thì chủ yếu là các cái bạn trẻ thanh niên thì hay chơi chơi những trò này, chứ còn những người lớn tuổi thì mình toàn không thấy. Thì bây giờ xin mời quý bà con cô bác chúng ta hãy xem cái trò chơi này nó như thế nào nhé. Đấy, ban đầu là nó quay nó hạ cái biên giới xuống, nó quay như thế này. Có một số cái bạn gái cũng rất là liều chơi những trò này, nhưng cạnh đấy thì một số chàng trai thì mạnh mẽ hơn, mình nói có một số các em chơi trò này. Cao như thế cứ là con. Có những người không dám mở mắt luôn. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng liền. Biết là đó là một hành trình. Đó, khá là nguy hiểm các bạn. Một số bạn thì nhắm mắt, không mở mắt. Còn một số bạn thì đeo khẩu trang và chúng nôn nữa nên. À, các bạn này đi xuống đi ra vẫn là tỉnh táo. À, có một hơi sốc. Có sợ không em? Không sợ. Bây giờ anh cứ thử lên mình biết không sợ. Nó như pi lông đâu.
Có buồn nôn không em? Không à? Buồn nôn không em sợ? Có vắng đầu không em? Chơi cứ thả lỏng người bình thường anh cũng là vui nhìn nhá, không sợ đấy, là mở cổng cho các bạn này đi vào. Bạn này sẽ đi vào và vào ghế ngồi. Chúng ta hãy xem cái một cái hành trình của cái trò chơi này nó như thế nào nhé. Đứng đây cho mát này. Dốc xuống á. Có dám chơi không em? Đây đang định. Đang định à, thử vào chơi đi biết cảm giác. Anh chưa, anh không dám. Đi cái xe kia mới sợ kìa chứ. Tao đi xe tao chỉ sợ nó mình rụng cơ xuống. Tao ngồi ở chỗ bên ngoài. Ừ đấy. Nấu thế. Đấy, có một em nhân viên em kiểm tra các cái độ an toàn trước khi mà cho cái này nó di chuyển. Và bây giờ xin mời cái bà con cô bác chúng ta hãy xem bắt đầu cái quy trình của nó nhé. Đây, ban đầu là nó hạ cái bệ xuống này. Đấy, quay mấy vòng liền luôn mà. Cái bệ xuống. Bác tài cho thấp hơn một vòng luôn để tao lên. Uống nước cao về uống xong thì chết. Chả có nào một cái. Nó kia đứng kia rồi nó lên rồi. Đấy, ban đầu là sợ xoay như thế này. À, độ xoay nó sẽ nhanh dần. Im đi. Thấy chân cả là chân luôn. Tao sợ mà đúng không?
Vừa di chuyển vừa xoay luôn. Chúng ta xem có em nào bị ngất hay là bị nôn mửa gì không nhé. Đây và kinh nghiệm khi nào các bạn trẻ đến đây chơi, nếu mà chúng ta mà muốn chơi trò này là chúng ta đứng gần với cái quầy này, có một cái cổng đi vào, một cái cổng đi vào này, và những cái người mà gần cổng nhất là sẽ được đi vào. Ở trò chơi trong này là không mất vé đâu bà con cô bác ạ. Nên mà chúng ta đứng gần cổng này, như các bạn trẻ ở đây đang xếp hàng. Đấy, các bạn trẻ này xếp hàng để chờ vào chơi trò chơi này. Và trước khi chơi vào trò chơi này, nếu mà được là người để là người nhanh nhất thì quý bà con cô bác chúng ta hãy xếp hàng gần với cái cổng ra vào, được là người nhanh nhất để đi vào chơi các trò này. Ồ, các em này khá là mạnh dạn nhỉ, khá là mạnh dạn. Đó. Rồi, bây giờ là mình toàn là xin phép đi vào. Đang nhìn nhiều thế. Cảm giác xuống không em? Em cảm giác chơi xuống không? Hả? Không không bằng cái tàu lượn ngoài kia. À, em gái này liều này nha. Chơi không không vấn đề gì cả. Đây và muốn chơi cái trò chơi này thì các bạn chú ý đến đây. Đến đây là cái khu này là khu nào ở trong Hà Long Park này. Đây chính là nó là cái khu này đây. Khu tê giác cuồng nộ. Tê giác cuồng nộ quý bà con cô bác nhé. Khi mà quý bà con cô bác muốn chơi cái trò chơi vừa rồi thì chúng ta hãy vào đến cái tìm cái khu là tê giác cuồng nộ gần cái cổng vào số 1 của khu Hoa Long Park. Đấy, có em cái này cũng rất là năng nổ muốn chơi đây. Đây tê giác cuồng nộ quý bà con cô bác nhớ nha. Ở trong này khá là rộng nên khi mà quý bà con cô bác vào trong này chơi chúng ta nhớ là cái cổng này cổng số 1 để chúng ta vào khu này. Thôi mình toàn xin dừng video này ở đây nhé.